Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á Asia Power Business Woman và Việt Nam đã vinh dự khi có 3 nữ doanh nhân được bầu vào danh sách này. Theo đó, bà nữ doanh nhân Việt Nam được Forbes vinh danh là bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch kiêm CEO PNG, bà Thái Hương, Chủ tịch tập đoàn TH và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch kiêm đồng sáng lập Sovico Holdings. Đặc biệt trong danh sách 50 người phụ nữ quyền lực của châu Á, bà Cao Thị Ngọc Dung xếp ở vị trí thứ ba chỉ sau hai nữ doanh nhân của Ấn Độ. Bình chọn của Forbes dựa trên các tiêu chí như doanh thu công ty, thường là hàng tỷ đô la Mỹ, vị trí của ứng cử viên trong công ty và mức độ tham gia vào công việc. Năm ngoái, hai nữ CEO Việt Nam vào danh sách của Forbes là bà Mai Kiều Liên và bà Thái Hương.